cầu Munich Nemo Mobile uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shop mobileviet.vn. Alo Mobileviet bán link Nemo Mobile, mọi link trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Hello, xin chào các bạn, có nỗi buồn nào buồn hơn khi bùa đã bị cướp lại còn bị lừa như công việc thế này. Tuổi thơ vô cùng dữ dội của sói ca Triệu Vân. À cớ làm sao, cả hai bên đều có rừng. Vậy thì tại sao không farm rừng bên kia cứ phải sang bên này cướp rồi phá? Để cho người ta sống khổ như thế này hả? Buồn quá đi mà. Hôm nay mô việc của anh em tiếp tục chơi Triệu Vân, cùng bàn luận làm sao để chơi tốt vị tướng Triệu Vân này hơn. Đi rừng và đi lên nha, trong phiên bản mùa 10 này. Đầu tiên đó là cách chơi, cố gắng làm sao nếu mà tuổi thơ bình yên ý, level 4 này các bạn cố gắng là ganh lên đồng đầu tiên nhé. Bởi vì ganh lên đồng các bạn sẽ có cơ hội ăn đồng, tạo nhiều lợi thế. Bù đắp tìm bạn chơi cái chiến thuật gì đây? Phong cách gì đây anh em ơi? Khó hiểu thật. Ừ không sao, bạn đấy vẫn xanh mà. Thành ra là với cái phong cách khó hiểu này thì vẫn có thể chơi được. Hay quá. Bây giờ nha, các bạn nên dùng chiêu nào trước? Bình thường anh em dùng chiêu 1 sai, bởi vì John còn tốc biến. Chúng ta phải dùng chiêu cuối trước, sau đó dùng chiêu 2, rồi mới dùng chiêu 1 truy sát khi tướng địch bật tốc biến hoặc những chiêu gọi là lướt đi thì mới bắt được ở thời điểm đầu game. Chứ thời điểm đầu game anh em chưa có nhiều đam đâu. Các bạn pha đấy mà bật chiêu 1 này, nhảy chiêu cuối, chiêu 2, kiểu gì cũng để John chạy thoát, vô cùng đáng tiếc. Nên đầu game là cách combo đó là chiêu 3, chiêu 2, chiêu 1 nha anh em ơi. Những trường hợp mà viết mạng cần tăng tốc nhanh, bật chiêu 1 trước không nói làm gì. Từ từ nha, mình phải check map xem là có đích tơ hay không, vừa nhìn thấy ở đâu đây. Thanh niên đích tơ tính làm cái gì đây? Tính làm cái gì đây bạn ơi? Sai nha. Còn về phần cuối game, giữa game là các bạn chơi Triệu Vân theo phong cách núp bụi. Có thể đầu game các bạn núp bụi được, cứ có cái kiếm chư hồn các bạn núp bụi một combo kiểu gì cũng đủ một mạng những vị tướng máu mỏng. Nhớ là đầu game ưu tiên thực hiện combo 3, 2, 1, nhớ nha anh em ơi. Hoặc tướng địch áp sát rồi thì anh em cũng có thể dùng 1, 3, 2. Nghiêm cấm trường hợp là đầu game anh em dùng chiêu 1, 3, 2 mà tướng địch ở khoảng cách xa. Bởi vì khi anh em bật chiêu 1 lên chạy đến nơi ấy, hụt hơi là kiểu gì cũng lên bảng số ngược đấy anh em ơi. Cá này cá thích làm thịt sushi à? Thích làm món sushi à? Tóm bạn ơi, tóm luôn, đúng rồi. Có Alistair bạn nghĩ chạy được à? Đùa anh em ơi, đây là thủ phạm khiến mình bị thọt đầu game đấy. Bây giờ trả thù rồi, cảm thấy vui quá đi. Tiếp theo là trang bị Triệu Vân, anh em có thể theo dõi bên dưới nha. Trang bị thì không có gì thay đổi đâu. Trang bị vẫn là cái trang bị khiến các bạn trở thành một sát thủ với một combo. Đó, một combo thôi, 3-2-1, không kịp ngáp kể cả Tunen. Bất ngờ lao ra, anh em đánh Triệu Vân phải bất ngờ lao ra. Anh em để thấy tướng địch thấy mình ý thì sẽ không thể dùng combo rồi được nhiều sát thương đâu. Hay quá, thì mình trận đấu này khống chế rất nhiều. Đặc biệt là Alistair này, Vayna này, Vayna còn hồi phục máu nữa. Nói chung ai cũng có khả năng làm choáng rất là tốt. Sang cướp bùa xanh luôn này. Cái tội cướp bùa đầu game bây giờ phải trả giá nha. Chiến thuật đằng đấy cận ông đập lưng ông luôn. Hôm nay MobileViet tiếp tục làm video clip tặng fan, gửi đến bạn Nguyễn Cúc Anh cùng tập thể lớp 9B trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng, với lời chúc là chúc toàn thể lớp 9B cùng nhau đỗ vào trường Tân Yên 1. Hiện tại là một cái thời gian vô cùng quan trọng đối với các bạn 2K4, các bạn lớp 9 chuẩn bị chuyển cấp vào lớp 10 từ trung học cơ sở thành trung học phổ thông. Thời điểm vô cùng quan trọng trong thời học sinh của các bạn. Nên anh em nhớ nè, thời điểm này tập trung học này, tập trung ôn thi để thi tốt nha. Chơi game chỉ là phụ thôi. Khi nào rảnh rỗi,
Khi nào cảm thấy buồn chán và căng thẳng có thể lên kênh Mobile Mua Việt xem mà nghe và Mua Việt chém gió thật trưởng thôi. Chứ không nhất thiết là các bạn thời gian này các bạn chơi game là điều vô cùng nguy hiểm. Mua Việt vẫn khuyên các bạn học là chính nha. Và tất nhiên chúc toàn thể anh em 2-4 đi thật may mắn, thành tích thật cao và mình có mạng giòn rồi, tiếp tục là thanh niên tune em đó. Bây giờ Triệu Vân thì xúc đam như thần anh em ơi. Anh em nhìn cái thời gian hồi chiêu của cái găng tay, nó vẫn hiện là 90 giây nhưng mà phiên bản hiện tại là chỉ 60 giây thôi. Thế nhiều khi anh em thấy là vẫn còn hồi chiêu mà vẫn kích hoạt được cái nội tại găng tay HQ thị nộ là như vậy. Tiếp theo là phước hợp kiếm nha. Sau khi lên phước hợp kiếm anh em có thể lên thêm một đồ đam nữa, đó là cái nanh Furnier hoặc lên một đối thủ. Tùy trận đấu thôi, nếu team bạn có khả năng gây sát thương phép nhiều thì anh em lên cái quân châm choi, và bình thường anh em lên cái nanh, một combo một mạng một vô cùng bá đạo, thậm chí là nửa combo một combo chết cả team thì bạn luôn nếu đứng sát nhau, chạy làm sao được bạn ơi. Đó anh em thấy chưa, vẫn hồi chiêu mà vẫn có lộ tải của găng tay HQ đi nộ là như vậy. Khi đánh Triệu Vân quan trọng nhất là bằng ngọc, bởi vì ngọc đi đường với ngọc đi lên là hoàn toàn khác nhau nha. Ngọc đi đường là anh em dùng ngọc nhanh, khiến Triệu Vân có tốc chạy thật nhanh để áp sát được anh tốt hơn. Ngọc tím sẽ là ngọc 10% tốc chạy. Ngọc đỏ là ngọc 5 viên công lý xuyên giáp và 5 viên tỷ lệ chí mạng 1.6%. Ngọc lục là công lý và xuyên giáp. Khi các bạn đánh Triệu Vân đi lên chỉ thay đổi một chút xíu thôi, đó là các bạn bớt cái sự cơ động của Triệu Vân đi mà thêm vào đó là khả năng hồi phục. Ngọc tím các bạn sẽ ép từ 5 đến 10 viên hút máu 1.6% cho Triệu Vân nha. Rồi tiếp tục là đại sư Sushi, mình rất là ghét nha anh em ơi, bởi vì cái kỹ thủ cái hồi đầu trận là vô cùng không thể quên được, tuổi thơ dữ dội mà bây giờ thì xanh hơn cả bát canh rồi. Thank you.
Bạn chơi game mobile, bạn muốn sở hữu một chiếc ốc lên con mobile dễ thương, đến ngay với phụ kiện mobilevietcom. Đây là shop của Mobilevietc anh em ơi. Có rất nhiều trang phục đẹp, những vị tướng hot, những trang phục vừa ra mắt. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,